anh có đụng được cái thẻ bảo hiểm đâu anh ép. Vậy sao từ Tết giờ anh có gì dưới đâu chưa tôi giác tao không hiểu. Bữa nay đi làm ngon nha, đúng tròn 1 tháng tuổi nha. Con lớn lên á, cũng tở miệng ra nha, có tài có Phật nha. Mở miệng ra có nhân có đức nha. Mở miệng ra có hiếu có thảo nha. Mở miệng ra biết lậu biết ngoại nha. Mở miệng ra quan yêu dân chuộng nha. Mở miệng ra có thầy mến bạn thương nha. Mở miệng ra có duyên có giác cho con. Mở miệng ra có tiền có bạc nha. Mở miệng ra biết dòng biết họ nha. Mở miệng ra biết chỗ trên và dưới. Nậu ngoại nhất trí đặt ra ba miệng bán đầu là Lâm Tùng Lâm nha. Dạ bà nè. Lớn lên ba con đáng ăn thì ăn, đáng nói thì nói. Lớn lên nè, nói biết đúng nơi đúng lúc. Tóm lại là lớn lên không, sáng lòng. Ở trong hầm của bác mấy ngày nữa có đeo không? Tiếng cơm cha mẹ tổ con giống hầm với bác á là ngoan nha. Nói đi theo lời cỏ đồ nó không đeo hả? Ở dưới mặt đất rồi. Rồi rồi quá trời luôn rồi, vừa quay vừa chụp. Quay vừa chụp luôn. Ông ngoại, mắt nó sẽ mà ông ngoại. Ông ngoại mắt kỳ quá à. Đảo của mấy con cá, hại rồi. Nó còn dặn nó còn ở sống á, mình xuống rồi, lại lễ rồi, nó rồi.
Chỉ cần chị lấy nó, chị tha gì rồi xong đầu là nhổ nó hết trơn rồi. Công nhận cho mấy con lông nó sợ cứng nhắc rồi nè. Thì nó đâu có gì đâu hả? Tới nay luôn.